Xin chào quý anh chị, mình là Kiệt đến từ đại lý Hyundai Tedo tại Cần Thơ nha. Hôm nay thì cũng là ngày 23 tháng chạp rồi. Hôm nay là ngày đưa ông táo. Thì cũng nhân dịp mừng xuân mới thì mình xin gửi lời kính chúc đến quý khách hàng, quý anh chị đã theo dõi kênh của mình cũng như là sử dụng và ủng hộ các sản phẩm của Hyundai trong thời gian vừa qua, là chúc sức khỏe và năm mới vạn sự như ý. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật đến quý anh chị giá lăn bánh của con Tucson màu trắng đang có sẵn tại đại lý Hyundai Tedo. Và hiện tại thì con này bên em có khuyến mãi luôn nha anh chị. Nếu như anh chị mua, nếu như anh chị là ở Cần Thơ nha, anh chị ở Cần Thơ sẽ được tặng 1 năm bảo hiểm và chất thân xe. Con này sẽ có mức giá là 1.055.000 nha anh chị. Và nếu như anh chị mà lăn bánh tại Cần Thơ luôn á, thì con này nó sẽ có mức lăn bánh mà anh chị mua tiền mặt 1.164.000.000 là khi anh chị mua tiền mặt ha. Còn nếu như mà anh chị mình mua góp á, thì anh chị trả trước cho mình tầm khoảng là 285.000.000 là anh chị có thể nhận xe nha. Con này hiện tại đối với khách hàng Cần Thơ thì bên em sẽ tặng 1 năm bảo hiểm và chất thân xe nha anh chị. Còn nếu như khách anh chị là ở tỉnh thì bên em sẽ tặng phụ kiện nha, phụ kiện dành cho xe. Thì giá trị thì nó cũng gần tương đương nha. Tuy nhiên thì đối với khách hàng Cần Thơ thì bên em vẫn có sự ưu tiên hơn. Ngoài ra thì bên em còn có thêm một chương trình nữa anh chị, đó là tặng quà cho quý khách hàng mua xe trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 nha anh chị. Là tặng cho quý khách hàng một cái tháp lọc không khí nha. Tháp lọc không khí, và chương trình này thì sẽ áp dụng là khi anh chị mua xe và nhận xe trong tháng 1 luôn nha. Hiện tại thì con này bên em đang có sẵn tại đại lý Hyundai Tedo. Đang có sẵn tại đại lý Hyundai Tedo bên em. Mẫu Tucson Turbo này là mẫu có thể nói là trang bị rất là nhiều option của dòng xe Tucson nha anh chị. Từ hệ dẫn động hai cầu cho đến động cơ 1.6 turbo, cửa sổ trời ở phía trên ha. Chỉ có con Turbo này mới có cửa sổ trời thôi. Và mẫu Hyundai Tucson này năm 2022 đã được báo VN Express bình chọn là mẫu xe của năm nha, ở phân khúc hạng crossover cỡ C. Đây là giờ anh chị giải thưởng để em quay cho anh chị xem. Đây là một niềm vinh dự rất là lớn, cũng như là sự đánh giá rất là cao của khách hàng trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và lựa chọn mẫu Hyundai Tucson nha. Mẫu Tucson này thì nó sẽ 5 chỗ nha anh chị. Kích thước của nó thì rất là rộng rãi rồi, anh chị ngồi rất là thoải mái. Và đặc biệt đối với mẫu Hyundai Tucson này thì thiết kế của nó rất là đẹp nha. Thiết kế đẹp, ở đây nó sẽ có cái phần đèn LED định vị nha anh chị, đèn LED định vị ở đây. Mẫu xe Hyundai Tucson thì sẽ được trang bị cho khách hàng là cái hệ thống an toàn Hyundai Smart Sense nha. Hyundai Smart Sense nó sẽ bao gồm là phòng tránh va chạm phía trước này, phòng tránh va chạm điểm mù, phòng tránh va chạm khi lùi. Rồi nó sẽ có thêm nữa là cái SCC hay là Smart Cruise Control đó anh chị. Nó sẽ bám theo xe phía trước nha. Rồi có giám sát điểm mù VVN. Khi anh chị đá xi nhan bên trái hay là bên phải, nó sẽ hiển thị ra cái góc cam á, ở ngay chỗ cái màn hình sau vô lăng của mình, để cho anh chị có thể tiện quan sát được những xe mà chuẩn bị vượt lên á, anh chị quan sát rất là dễ luôn. Mẫu xe Tucson này thiết kế rất là cơ bắp anh chị, với những cái đường dập liên tục từ phần đầu xe đến phần hông xe, anh chị nhìn thấy ha. Các đường gân rất là cơ bắp luôn. Và cái kiểu bánh mâm nhìn cũng rất là đẹp anh chị. Mẫu xe này thì đang có sẵn tại bên em ha. Màu trắng đang có sẵn, giao liền cho quý anh chị luôn. Anh chị mua tiền mặt thì hồ sơ thủ tục thì có thể em giao trước Tết kịp luôn nha anh chị. Còn nếu như mà mua vay ngân hàng thì nó sẽ còn phụ thuộc vào cái tiến độ mà anh chị cung cấp hồ sơ cho phía ngân hàng nữa nha. Một cái điểm lợi thế rất là lớn của mẫu Hyundai Tucson này anh chị, chính là cái hàng ghế thứ hai anh chị, là chỗ này nè. Anh chị có thể điều chỉnh được cái độ ngã lưng của cái phần ghế của mình nha. Ngã lưng thêm một khoảng nữa rất là sâu luôn chị. Đây nè, em ngã ra hết luôn nè. Anh chị có thể nhìn thấy ha. Ngã ra rất là sâu luôn, để cho mình đi những hành trình dài có thể là 200-300 cây số ngồi vẫn rất là khỏe anh chị. Đi con gầm cao rồi tựa lưng ra, rồi chân mình được giữ thẳng nữa, ngồi rất là thoải mái luôn. Tông màu bên trong của con Tucson này sẽ là tông màu nâu nha anh chị. Tông màu nâu nó sẽ hơi tối màu hơn so với cái con Hyundai Santa Fe nha. Mẫu Hyundai Tucson phiên bản Turbo này thì về cái phần option bên trong thì rất là nhiều luôn anh chị ơi. Nó sẽ bao gồm cho mình là cái nhớ ghế nè anh chị, nhớ ghế hai vị trí ha.
Màn hình ở phía sau vô lăng sẽ là màn hình điện tử luôn, và nó sẽ hiển thị điểm mù nè, sẽ có cam 360 anh chị. Đây, đó. Khi anh chị đánh xi nhan bên trái bên phải nó sẽ hiển thị góc cam ha, để cho mình có thể mình quan sát rất là dễ luôn. Vô lăng sẽ là vô lăng bọc da, và thiết kế vô lăng nó sẽ là dạng 4 chấu ha. Anh chị có thể cầm trên này, cầm dưới này và cầm dưới này nữa. Rất là nhiều cách để anh chị có thể cầm xe thoải mái. Ở này nó sẽ có lẫy số trên vô lăng ha, lẫy số đây. Màn hình ở trung tâm thì sẽ là màn hình có kích thước là 10.25 inch nha, có bản đồ dẫn đường của Hyundai Thành Công Việt Nam luôn. Và nó sẽ cập nhật miễn phí cho anh chị nếu như mà có những cái lộ trình mới hoặc là những cái biển báo tốc độ mới ha, có cảnh báo tốc độ nè anh chị. Mẫu xe của năm Crown 2022 ở phân khúc crossover cỡ C, do tạp chí VN Express tổ chức anh chị. Mẫu này thì nó sẽ được trang bị là cái chuyển số dạng nút bấm nha anh chị, BRND nè. Rồi nó sẽ có làm mát ghế nè, sửa ghế nè. Rồi bên tài bên phụ luôn. Camera 360 anh chị, em nhắn vô nè. Anh chị xem nè. Rất là trong luôn chị, rất là trong. Rất là trong luôn ha. Phía sau nè có hiển thị cái góc đánh lái cho mình luôn. Đó. Rồi ở bên này là nhìn từ trên xuống nè. Nó hiển thị theo cái đường vòng cung của mình luôn nha. Anh chị để ý cái đường màu vàng á. Đó. Rất là dễ nhìn. Đối với mẫu Hyundai Tucson này sẽ được trang bị cũng khá là nhiều cái tiện nghi theo cái chìa khóa này anh chị. Nó sẽ bao gồm là đề nổ từ xa nè, mở cốp từ xa nè, nâng hạ kính từ xa luôn nha. Và nâng hạ kính là dành cho 4 kính luôn nha anh chị. Chìa khóa này rất là nhiều chức năng luôn. Hiện tại thì mẫu Hyundai Tucson phiên bản Turbo này đang có sẵn tại đại lý bên em nha. Màu trắng nha anh chị, giao liền luôn. Thời gian giao xe nếu như anh chị mua tiền mặt thì tầm khoảng từ 2 đến 3 ngày là em có thể giao được nha. Còn anh chị mua quay góp qua ngân hàng thì tùy thuộc vào tiến độ hồ sơ nữa. Con này sẽ được bảo hành cho mình là 5 năm hoặc là 100.000 cây nha anh chị, thì điều kiện nào đến trước nha. Đây là cái phần đèn phía sau mà khi em mở hệ thống đèn chiếu sáng lên nè anh chị, nó sẽ có cái phần đèn light kéo dài từ bên trái bên phải nha. Cốp của nó sẽ là cốp thông minh, cốp điện, đứng gần là cốp sẽ tự động mở nha anh chị. Bánh mâm thì nó sẽ được trang bị bánh mâm là 19 inch và sẽ có cả máy áp suất lốp đi kèm nha. Mẫu xe rất là đẹp luôn anh chị. Anh chị muốn lái thử thì alo cho em ha, số điện thoại em để phía dưới góc màn hình đó. Anh chị ghé đại lý Hyundai Tedo xem xe và có thể lái thử mẫu xe này nha. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết phần video của em. Kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Kính chúc quý anh chị năm mới vạn sự như ý, làm ăn phát tài nha.